Chào mừng tất cả các con đã quay trở lại với khóa học tiếng Việt lớp 3, bộ sách cánh diều cùng trang web olm.vn. Các con thân mến, ngày nay chúng ta đang được sống trong một cuộc sống vô cùng văn minh và hiện đại. Vậy theo các con, nhờ vào điều gì mà con người lại có được một cuộc sống hiện đại như ngày hôm nay? À, rất chính xác, đó chính là nhờ vào bàn tay và khối óc của con người đã không ngừng tìm tòi, phát triển, lao động để tạo nên được một cuộc sống vô cùng văn minh hiện đại để chất lượng cuộc sống ngày một được nâng cao hơn. Và bàn tay và khối óc cũng chính là tên của chủ đề tiếp theo mà chúng ta đi tìm hiểu. Trong chủ đề này, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu những bài đọc nói về sự chăm chỉ, thông minh và sáng tạo của con người. Mở đầu chủ đề này, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu một bài đọc kể về Trạng Lường Lương Thế Vinh, một vị trạng nguyên vô cùng giỏi toán trong lịch sử nước nhà. Bài đọc mang tên Ông trạng giỏi tính toán. Bây giờ, các con hãy chú ý lắng nghe cô đọc mẫu bài đọc này nhé. Ông Trạng giỏi tính toán. Lương Thế Vinh đỗ trạng nguyên năm 21 tuổi. Ông được mọi người nể phục vì vừa học rộng vừa có nhiều sáng kiến trong đời sống. Có lần, sứ thần Trung Hoa thử tài Lương Thế Vinh nhờ ông cân giúp một con voi. Lương Thế Vinh sai lính dắt voi xuống thuyền, đánh dấu mức chìm của thuyền. Sau đó, ông cho voi lên bờ và xếp đá vào thuyền khi thuyền chìm đến mức đã đánh dấu, ông sai cân chỗ đã ấy và biết vòi nặng bao nhiêu. Sứ thần lại xé một trang sách mỏng, nhờ ông đo xem nó dày bao nhiêu. Ông lấy thước đo cuốn sách, rồi chia cho số trang để biết độ dày của mỗi trang sách. Sứ thần hết sức khâm phục tài trí của trạng nguyên nước Việt. Lương Thế Vinh đã tìm ra nhiều quy tắc tính toán, viết thành một cuốn sách mỗi quy tắc tính toán đều được ông tóm tắt bằng một bài thơ cho dễ nhớ. Đó là cuốn sách toán đầu tiên ở Việt Nam. Sách của ông được dạy trong nhà trường gần 400 năm. Ông cũng là người Việt Nam đầu tiên làm ra bàn tính. Bàn tính lúc đầu làm bằng đất, về sau làm bằng cỗ và trúc. Ông cũng là người Việt Nam đầu tiên làm ra bàn tính. Bàn tính lúc đầu làm bằng đất, về sau làm bằng gỗ và trúc. Sơn nhiều màu, rất dễ sử dụng Theo sách Kể chuyện thần đồng Việt Nam Vậy sau khi đã lắng nghe cô đọc mẫu bài đọc Ông Trạng giỏi tính toán Các con hãy dừng video này lại một lát Để luyện đọc sao cho thật trôi chảy bài đọc này nhé Và trong bài đọc này có một số từ chúng ta cần đi giải nghĩa Đó chính là những từ sau Trạng Nguyên là người độ đầu trong kỳ thi tổ chức Cho những người đã độ tiến sĩ thời xưa sứ thần là người được vua cử đi nước ngoài. Trung Hoa chính là đất nước Trung Quốc. Vậy sau khi đã nắm được những từ khó có trong bài, chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm hiểu về bố cục của bài đọc Ông Trạng giỏi tính toán. Các con có thể dễ dàng nhận thấy bài đọc này gồm 4 đoạn. Vậy bây giờ, các con hãy xác định giúp cô nội dung chính của từng đoạn này nhé. A, à, đoạn 1 có nội dung là giới thiệu chung về ông Lương Thế Vinh. Nội dung của đoạn 2 chính là ông Lương Thế Vinh cân voi. Đoạn 3 có nội dung ông Lương Thế Vinh tính độ dày trang sách và đoạn 4 có nội dung là những đóng góp của ông Lương Thế Vinh. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng bước vào tìm hiểu phần đầu tiên, giới thiệu chung về ông Lương Thế Vinh. Các con hãy đọc lại thật kỹ đoạn 1 của bài đọc và cho cô biết, đoạn văn này đã cho các con biết được những thông tin gì về Trạng Nguyên Lương Thế Vinh. Qua đoạn 1, chúng ta biết được một số thông tin sau về ông Lương Thế Vinh, đó chính là ông Đỗ Trạng Nguyên năm 21 tuổi. Có thể thấy, ông Đỗ Trạng Nguyên từ khi còn rất trẻ, điều này đã cho thấy ông là một người tuổi trẻ tài cao, đúng không các con? Không chỉ thế, qua đoạn 1, chúng ta còn biết thêm rằng ông Lương Thế Vinh vừa học rộng lại vừa có rất nhiều sáng kiến trong đời sống. Như vậy, ông không chỉ là một người có kiến thức về lý thuyết mà còn là một người rất sáng tạo, áp dụng những kiến thức lý thuyết mình biết để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và tài năng sự sáng tạo của ông lương thế vinh đã được thể hiện vô cùng rõ nét qua sự việc ông trả lời các câu đố của sứ thần trung hoa vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng bước vào phần thứ hai ông lương thế vinh cân voi để tìm hiểu về điều đó các con hãy đọc lại thật kỹ đoạn thứ hai của bài đọc và cho cô biết ông lương thế vinh đã làm cách nào để có thể cân được con voi voi là một con vật có kích thước rất lớn và vì thế cân nặng của nó cũng không hề nhỏ đúng không các con thời bấy giờ không hề có chiếc cân nào có thể cân được khối lượng của một con voi cả những tưởng câu đố này sẽ làm khó được trạng nguyên lương thế vinh của chúng ta nhưng không bằng trí thông minh và sự sáng tạo của mình lương thế vinh đã nghĩ ra một cách vô cùng sáng tạo để có thể cân được con voi ông đã làm như sau đầu tiên lương thế vinh sai lính dắt voi xuống thuyền đánh dấu mức chìm của thuyền sau đó ông cho voi lên bờ và xếp đá vào thuyền tiếp theo khi thuyền chìm đến mức đã đánh dấu ông sai cân chỗ đá ấy và cuối cùng thì chỗ đá ấy tương đương với cân nặng của con voi như vậy chỗ đá có cân nặng bao nhiêu thì con voi cũng có cân nặng bằng ấy những tưởng sau sự việc này thì sứ thần trung hoa đã nể phục và không đánh đố trạng nguyên của chúng ta nữa thế nhưng sứ thần lại tiếp tục đưa ra một câu đố nữa đó là yêu cầu ông lương thế vinh đo bề dày của một tờ giấy một tờ giấy thì vô cùng mỏng và chắc hẳn chẳng có chiếc thước nào có độ chia nhỏ đến mức có thể đo được bề dày của một tờ giấy đúng không các con vậy ông lương thế vinh đã làm như thế nào chúng ta sẽ tiếp tục cùng đi tìm hiểu về điều đó trong phần thứ ba ông lương thế vinh tính độ dày trang sách các con hãy đọc lại thật kỹ đoạn thứ ba của bài đọc và tìm giúp cô cách mà ông Lương Thế Vinh đã sử dụng để đo được độ dày của trang sách nhé. Rất chính xác, ông Lương Thế Vinh đã làm như sau. Ông lấy thước đo toàn bộ cuốn sách rồi sau đó chia cho số trang để biết được độ dày của mỗi trang sách vậy là bài toán hóc búa mà sứ thần đưa ra đã được ông lương thế vinh giải quyết một cách vô cùng nhanh chóng và triệt để và từ đây thì sứ thần của trung hoa đã phải vô cùng nể phục tài trí của trạng nguyên nước việt vậy từ hai sự việc ông lương thế vinh cân voi và ông lương thế vinh đo độ dày của trang sách chúng ta có thể thấy rằng ông lương thế vinh vô cùng thông minh sáng tạo ông đã áp dụng những kiến thức cơ bản để giải quyết những vấn đề phức tạp và những việc mà lương thế vinh làm nó không chỉ đơn giản là tính được khối lượng của một con voi đo được độ dày của một trang sách mà hơn hết là đã khẳng định được với sứ thần trung hoa nói riêng và đất nước trung hoa nói chung rằng đất nước ta cũng có rất nhiều những người tài giỏi có trí tuệ kiệt xuất Vậy một người có trí thông minh, sự sáng tạo như vậy thì đã để lại những đóng góp gì cho nước nhà? Chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm hiểu về điều đó trong phần thứ ba những đóng góp của ông Lương Thế Vinh. Các con lại tiếp tục đọc thật kỹ giúp cô đoạn văn thứ tư của bài đọc và trả lời cho cô câu hỏi ông Lương Thế Vinh đã đóng góp những gì cho nước nhà nhé. Ông Lương Thế Vinh đã có những đóng góp vô cùng quý giá như sau. Thứ nhất, ông tìm ra nhiều quy tắc tính toán và viết thành cuốn sách toán đầu tiên của Việt Nam. Cuốn sách này đã được dạy trong nhà trường ở Việt Nam tới 400 năm, điều này đã khẳng định được giá trị vô cùng quý giá của cuốn sách ấy. Không chỉ thế, ông Lương Thế Vinh còn là người Việt Nam đầu tiên làm ra bàn tính. Từ hai điều này, chúng ta có thể thấy rằng ông Lương Thế Vinh đã có những đóng góp vô cùng quý giá và ý nghĩa cho nền toán học nói riêng và nền giáo dục của nước nhà nói chung. Và bây giờ, cô sẽ rút ra kết luận như sau về nội dung của bài đọc ông trạng giỏi tính toán. Đó là Bài đọc ông Trạng Giỏi tính toán đã ca ngợi tài năng, trí thông minh, sự sáng tạo của ông Lương Thế Vinh và những đóng góp quý giá ông đã mang lại cho nước nhà. Cô hy vọng các con cũng sẽ học tập theo tấm gương của Trạng Nguyên Lương Thế Vinh, luôn học hỏi, tìm tòi và cố gắng không ngừng để trở thành những con người có trí tuệ, có đạo đức đóng góp cho nước nhà, giúp cho đất nước Việt Nam của chúng ta ngày càng đi lên và phát triển. Và bài học ngày hôm nay của chúng ta cũng dừng lại tại đây. Cảm ơn tất cả các con đã chú ý quan sát và lắng nghe. Hẹn gặp lại các con ở những bài giảng tiếp theo cùng olm.vn.